hôm qua thì VN-Index đã có một phiên thứ hai tăng điểm trong tuần, và mặc dù sàn Hà Nội thì có giảm điểm trong phiên ngày 25 tháng 5, tuy nhiên thanh khoản trên cả hai sàn cũng đã quay trở về ở một cái mức khá là khoảng 2.600 tỷ đồng. Và để bước đến những giao dịch đầu tiên của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trao đổi ngay sau đây với anh Nguyễn Thế Minh, là trưởng phòng phân tích của công ty chứng khoán Bản Việt. Xin chào anh Minh. Chúng ta thấy rằng là hai cái phiên vừa qua thì thành phố Hồ Chí Minh tăng điểm, thì nói vui là cũng trùng khớp với cái việc là Tổng thống Obama đã qua đây thăm Việt Nam. Nhưng mà ngày hôm nay thì coi như là có thể gọi là cái làn sóng Obama nó cũng đã qua rồi, và những cái yếu tố về mặt kinh tế tăng trưởng khác của Việt Nam thì cũng chưa có gì mới. Như vậy thì theo anh thì cái phiên ngày hôm nay nó sẽ diễn biến như thế nào? Thật ra thì trong hai phiên giao dịch vừa qua thì như mình cũng đã thấy là về điểm số và thanh khoản của thị trường cũng đã có cái sự cải thiện trở lại, và đặc biệt là dòng tiền có cái sự lan tỏa đều hơn giữa các nhóm cổ phiếu. Thì đánh giá trong phiên ngày hôm nay thì mình vẫn còn đang kỳ vọng là thị trường sẽ tiếp tục duy trì cái đà tăng này. Vâng, nhưng mà chúng ta thấy rằng là ngày hôm qua thì rõ ràng là bởi vì cái giá dầu tăng sau một vài phiên giảm, cho nên là ngành dầu khí cũng là tăng, và những cái nhóm ngành mà nó có mang tính đầu cơ cao, ví dụ như bất động sản hay chứng khoán thì cũng đã tăng rồi. Như vậy thì cái dòng tiền nó có sẽ tiếp tục chảy vào những cái dòng cổ phiếu mà nó mang tính đầu cơ cao như là phiên ngày hôm qua, hay là những cái cổ phiếu cơ bản nó sẽ có được cái sự lan tỏa tốt hơn? Thì như mọi người cũng đã thấy là trong cái giai đoạn trước đó, khi mà thị trường khi mà chỉ số VN-Index vượt mức 508 lên tới mức 620 thì đa phần nhóm cổ phiếu blue chip lại là cái nhóm đóng góp cái đà tăng này. Vâng. Thì vừa qua thì như mọi người cũng thấy là cái dòng tiền lại lan tỏa ra các nhóm cổ phiếu khác có tính đầu cơ cao hơn, hoặc là nhóm cổ phiếu dầu khí đang được sự hưởng lợi từ giá dầu Brent. Thì mình đang kỳ vọng là cái dòng tiền này sẽ duy trì ở nhóm cổ phiếu này, bởi vì là cho thấy cái khoảng cách của mức tăng điểm của so với hai nhóm cổ phiếu blue chip và nhóm đầu cơ, thì hình gần như là cái nhóm đầu cơ thì vẫn chưa có khả năng, chưa có đà tăng gì mạnh so với cái đà tăng trước đó của chỉ số. Vâng, nhưng mà nếu như mà nói về cái nhóm cổ phiếu blue chips thì ngày hôm qua là hàng loạt những cái mã blue chips đều 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 bị giảm giá, bao gồm cả cổ phiếu Vinamilk. Nhưng mà trong những cái phiên sắp tới, ít nhất là của cái tuần này, thì chúng ta cũng có những cái thông tin về chia cổ tức, ví dụ Vinamilk chẳng hạn thì cũng đã chốt ở cái mức tỷ lệ của trả cổ tức đợt 2 rồi. Như vậy thì có kỳ vọng gì ở những cái mã cổ phiếu blue chips mà Vinamilk cụ thể hay không? Thì nhóm cổ phiếu blue chip trong thời gian vừa qua thì ảnh hưởng phần lớn là lên từ cái hoạt động mà rút tiền ra khỏi chứng chỉ quỹ ETF. Thì điều này nó đã khiến cho các quỹ ETF đang bán ròng ra nhóm cổ phiếu này, đặc biệt Vâng. là DB đang có cái động thái này. Còn riêng đối với Vinamilk thì đây là một cái cổ phiếu nó tương đối đặc biệt, và hiện nay là Vinamilk cái thông tin là tác động lên là vấn đề về RUM là hiện nay là đang ảnh hưởng lớn nhất, và đặc biệt là cái quá trình thoái vốn của SCC. Thì động thái này thì trong thời gian vừa qua thì dường như Vinamilk đều đi ngang, và hầu như là nhà đầu tư đang chờ đợi cái động thái rõ ràng, cái xu hướng rõ ràng hơn khi mà khi mà cổ phiếu Vinamilk đã vượt qua mức 140.000. Thì trên cái mức này thì hầu như là giá của Vinamilk đang tích lũy, và mình đang cho ra và tôi đang cho rằng thì cái giá Vinamilk nếu vượt qua khỏi mức 150 thì có thể là một cái động thái cho cái xu hướng mới rõ ràng hơn. Còn hiện nay thì đang cho thấy rằng là cái xu hướng tích lũy nó vẫn còn đang diễn ra. Vâng, tức là theo anh trong thời gian ngắn thì chắc là cũng không có mấy Sự chuyển đột biến. biến ở cổ phiếu Vinamilk. Vâng. Và anh cũng có nhắc đến cái việc rút tiền ra ở những cái quỹ ETF. ETF, và nói rộng ra một tí nữa là các nhà đầu tư nước ngoài thì sắp tới, mặc dù vài phiên gần đây thì các nhà đầu tư nước ngoài họ cũng có vẻ như là gom hàng, họ 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 mua vào rất là nhiều, nhưng mà sắp tới thì có việc là các công ty chứng khoán cũng sẽ cắt cái phần mà Margin. ký quỹ, đúng không ạ, margin của các nhà đầu tư nước ngoài. Như vậy thì liệu rằng cái tỷ lệ mà margin của các nhà đầu tư nước ngoài nó có lớn đủ để mà nó sẽ ảnh hưởng một cách tiêu cực tới thị trường không? Mặc dù thì không có con số cụ thể, tuy nhiên là một cái điều khẳng định là một cái điều mà mình đang cho thấy rằng là cái tỷ lệ mà margin của khối nhà đầu tư nước ngoài sử dụng khá là ít, và cái lượng tiền mặt họ sử dụng vẫn còn là chủ yếu khá là nhiều, bởi vì có thể nói rằng là khối ngoại thì họ họ sử dụng cái lượng margin, khối ngoại thì cái lượng tiền họ rất là lớn và nó chi phối đa phần nhiều, Vâng. và cái họ dùng vốn tự có là chủ yếu. Cho nên là cái việc mà cắt giảm cái quỹ này nó chỉ làm giảm một phần tâm Vâng. lý
thôi, chứ còn đa phần là mình nghĩ rằng là về định lượng thì có thể là nó sẽ không ảnh hưởng lớn lên thị trường. Vâng, và bởi vì anh cũng dự đoán rằng là phiên ngày hôm nay thì thị trường sẽ tiếp tục có những cái cải thiện. Như vậy thì để tham khảo thôi, thì qua những cái phân tích kỹ thuật thì anh cho rằng là cái mốc sắp tới của VN-Index đi, nó sẽ chạm đến cái ngưỡng 65 không? Thật ra thì mình đang kỳ vọng là chỉ số VN-Index sẽ quay lại cái vùng 615 đến 602. Thì đây là cái vùng trước đó cũng là một cái ngưỡng cản khiến cho chỉ số VN-Index điều chỉnh. Thì cái dòng mà dẫn dắt mình đang kỳ vọng là nhóm cổ phiếu dầu khí sẽ giúp cho chỉ số VN-Index quay lại cái mức này. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Thế Minh rất nhiều. Quý vị vừa được nghe những thông tin phân tích cũng như là tư vấn của anh Nguyễn Thế Minh đến từ công ty chứng khoán Bản Việt. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi sẽ điểm qua các thông tin chính của bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Sáng nay 25 tháng 5 vào lúc 11 giờ 10 phút, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có buổi trò chuyện với các thành viên của sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á YCL. Đây là sự kiện cuối cùng trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama. Ông Obama khẳng định sẽ cố gắng hết sức để thế hệ Tổng thống Mỹ tiếp theo tiếp tục gìn giữ và phát huy những thành quả của YCL cũng như các tổ chức bồi dưỡng nhân tài và lãnh đạo trẻ khác do ông khởi xướng trên thế giới. Từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2016, lực lượng chức năng tại Đà Nẵng sẽ kiểm tra, xử phạt tại các bãi biển công cộng ở quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Riêng bãi tắm Xuân Hà thuộc quận Thanh Khê và Hòa Khánh Bắc của quận Liên Chiểu sẽ thí điểm xử phạt từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2016. Các hành vi xả rác, vứt mẫu tàn thuốc lá, tiểu tiện hay thu gom rác thải không đúng quy định ở các bãi biển sẽ bị xử phạt từ 50.000 cho đến 500.000 đồng. Bộ Tài chính dự kiến sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô đầu kéo đã qua sử dụng từ 5% lên 30%, đồng thời giảm thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng lắp ráp, sản xuất ô tô đầu kéo và sơ mi rơ móc xuống 0% nhằm khuyến khích sản xuất lắp ráp các loại phương tiện này trong nước. Các chi nhánh của ngân hàng tư nhân BSI tại Singapore bị buộc phải tạm ngừng hoạt động sau khi Thụy Sĩ mở cuộc điều tra chống lại ngân hàng này liên quan tới nghi vấn rửa tiền cho quỹ đầu tư nhà nước OneMDB của Malaysia. Vụ điều tra của Thụy Sĩ tại Singapore sẽ tập trung vào các giao dịch tài chính gian lận được cho là đổ tiền vào túi những cá nhân trong giới chính trị. Nhóm 19 bộ trưởng tài chính ở khu vực đồng tiền chung châu Âu đã nhất trí giải ngân 10,3 tỷ euro trong gói cứu trợ mới và bắt đầu tiến hành cơ cấu lại nợ cho Hy Lạp. Thỏa thuận trên được coi là một giai đoạn mới của cuộc khủng hoảng nợ kéo dài 6 năm của Hy Lạp, vốn từng khiến cho Eurozone phải tiến đến bờ vực tan rã. IMF cũng đã xác nhận sẽ tham gia vào chương trình cứu trợ Hy Lạp. Phần tóm tắt vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày 26 tháng 5 của kênh FBNC. Để có thêm nhiều thông tin cũng như các chương trình khác của kênh FBNC, mời quý vị hãy ghé thăm website tại địa chỉ www.fbnc.vn. Bây giờ Tú Trinh xin chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả.